Hi, xin chào, đây là Vinh đây. Trong chuyên mục review bất động sản Long Thành ngày hôm nay thì Vinh sẽ giới thiệu cho mọi người vị trí chính xác của quỹ đất lợi thế đường tỉnh lộ 770B có tổng diện tích là 50 hectare thuộc địa phận xã Tân Hiệp, huyện Long Thành. Chúng ta bắt đầu nhé. Quỹ đất lợi thế là gì? Làm thế nào để nhận biết quỹ đất lợi thế? Tại sao phải khai thác đất lợi thế và dùng cho mục đích gì? Thì Vinh đã có làm một video để giải thích rất là rõ ràng, cặn kẽ và chi tiết. Nếu như cô chú anh chị nào mà mình bỏ qua chưa kịp xem, hoặc là những anh chị nào mới xem kênh của Vinh lần đầu tiên, thì Vinh khuyên là hãy xem lại video về quỹ đất lợi thế để có thể hiểu rõ hơn trước khi tiếp tục xem tiếp video này. Vinh sẽ dẫn lại đường link của video quỹ đất lợi thế tại đây. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ nói về quỹ đất lợi thế 50 hectare của đường tỉnh lộ 770B. Thì mình nhắc lại một chút về đường tỉnh lộ 770B. Thì đây là một trong ba tuyến đường thuộc đầu tư công nhóm A trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2021 đến 2025. Và tuyến đường tỉnh lộ 770B này thì có điểm bắt đầu là tại đường tỉnh lộ 763 thuộc địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Điểm kết thúc là tại đường quốc lộ 51 thuộc địa phận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chiều dài toàn tuyến là 54 km, trải dài qua địa phận của 5 huyện, bắt đầu tại Định Quán, qua địa phận huyện Thống Nhất, qua địa phận thành phố Long Khánh, qua địa phận huyện Cẩm Mỹ và cuối cùng là kết thúc tại địa phận của huyện Long Thành. Tuyến đường này thì có quy mô là xây dựng lộ giới 60m và xây dựng trong giai đoạn từ năm 2022 cho đến 2027 và có tổng kinh phí xây dựng lên đến 2.502 tỷ đồng. Để mà có thể xoay được cái nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng một cái tuyến đường khủng như thế này thì cái việc mà khai thác đất lợi thế để bán đấu giá là cái điều bắt buộc. Và hiện tại trong video ngày hôm nay thì Vinh sẽ chỉ rõ cho mọi người cụ thể và chính xác về vị trí của quỹ đất lợi thế 50 hectare đường tỉnh lộ 770B trên địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Long Thành. Và vị trí chính xác ở đâu thì mời mọi người cùng nhìn lên trên bản đồ quy hoạch nhé. Trước mặt mọi người là bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Long Thành. Thì như thường lệ thì Vinh sẽ lấy cái điểm bắt đầu để mà dẫn đường cho mọi người là tại nút giao giữa đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường quốc lộ 51. Nó chính là vị trí này. Rồi, tại đây thì những cô chú anh chị nào mà mình đi từ hướng Sài Gòn xuống thì mình đứng ngay cái điểm đầu là cái điểm nút giao này giúp cho Vinh. Những cô chú anh chị nào mà mình đi từ hướng Biên Hòa, Trảng Bom hay là đi từ hướng Bình Dương xuống thì mình sẽ đi theo trục quốc lộ 51 từ phía Bắc xuống phía Nam. Thì mình cũng lấy cái điểm nút giao này làm điểm đầu giúp cho Vinh. Rồi, tại đây thì mình sẽ di chuyển về hướng quốc lộ 51 về phía Nam, về hướng Bà Rịa Vũng Tàu. Và mình sẽ đi trên con đường quốc lộ 51 này đúng 12 km là mình sẽ tới cái vị trí này. Đây chính là cái điểm nút giao ngã tư giữa đường quốc lộ 51 và đường Tân Hiệp, và cũng là con đường dẫn vào xã Tân Hiệp. Nói sơ qua thông tin cho những cô chú anh chị nào mà mình chưa biết thì xã Tân Hiệp là một xã thuộc phía nam của sân bay quốc tế Long Thành, và đây cũng là xã tập trung đông đúc dân cư nhất tại phía nam sân bay. Rồi, khi mà mình đã đến cái vị trí nút giao ngã tư giữa đường quốc lộ 51 và đường Tân Hiệp rồi thì mọi người rẽ tay trái, mình quẹo vào đường Tân Hiệp để di chuyển bên trong địa phận xã Tân Hiệp. Thì mình sẽ di chuyển trên con đường Tân Hiệp này 6 km là đến phía cuối của xã Tân Hiệp, sẽ đến ngay chỗ vị trí này. Đây chính là điểm đến của quỹ đất lợi thế 50 hectare đường tỉnh lộ 770B. Thì Vinh đã có chuẩn bị một cái tấm hình mà Vinh vẽ rất là cụ thể rồi, thì mọi người có thể theo dõi tại đây. Rồi, thì trên hình thì mọi người có thể thấy rất là rõ vị trí của quỹ đất lợi thế 50 hectare đường tỉnh lộ 770B. Quỹ đất này thì nó sẽ bám sát theo mặt tiền của đường tỉnh lộ 770B, nằm ở phía cuối của đường Tân Hiệp, là ngay vị trí ấp 3 của xã, giáp ranh với lại khu dân tộc đồng bào Sì Tiên, và cũng đồng thời là nằm sát ngay cái ranh giới giữa xã Tân Hiệp và xã Bầu Cạn.
Tại cái vị trí này thì mình sẽ kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành chỉ vỏn vẹn là 5 km thôi. Về cái hình dáng của mảnh đất thì như trên màn hình mọi người thấy là nó rất là vuông vức nha, bằng phẳng và giữa đất là có một cái dòng suối chảy qua. Rồi, cái địa thế của mảnh đất này mà khi Vinh đi kiểm tra thực tế đó thì nó là địa thế đất đồi và cao độ của đất cao hơn hẳn so với mặt bằng chung xung quanh gần 10 mét. Gần 10 mét nha. Và nếu như chúng ta so sánh với lại mực nước biển thì quỹ đất này cao hơn mực nước biển từ 35 cho đến 50 mét. Đây là một cái điểm vô cùng lợi khi khai thác đất lợi thế để bán đấu giá. Nguồn gốc của quỹ đất này là đất của người dân. Và chúng ta nói cơ bản một chút là về cái tiềm năng phát triển của quỹ đất này. Khi được bán đấu giá thành công thì các doanh nghiệp mua quỹ đất này, đặc biệt là các doanh nghiệp chuyên làm về dự án bất động sản, dự án khu dân cư, nó sẽ rất là phù hợp. Thứ nhất là nó bám theo tuyến đường tỉnh lộ 770B này có lộ giới lên đến 60 mét. Thứ hai là tại vị trí này thì gần với lại sân bay Long Thành, chỉ cách sân bay Long Thành 5 km thôi. Thứ ba là cái đất lợi thế 50 hectare này thì nó nằm trong địa phận đất của xã Tân Hiệp. Cho những cô chú anh chị nào chưa biết thì khu dân cư ô bàn cờ của xã Tân Hiệp là khu dân cư này đã được quy hoạch từ thời Mỹ rồi. Và xã Tân Hiệp là xã tập trung đông đúc dân cư nhất tại khu phía nam sân bay quốc tế Long Thành. Cho nên là khi mà mình xuống đây thì đường xá hạ tầng và dân cư thì nó rất là chuẩn chỉnh. Nên là khi mà các chủ đầu tư họ làm một cái dự án mới nằm trong một cái vị trí đẹp như thế này thì nó sẽ rất là hot. Và Vinh tin chắc rằng là nó sẽ rất là cháy hàng. Đồng thời là cái điểm thứ năm là quỹ đất lợi thế 50 hectare này nó cũng nằm ngay sau lưng của khu công nghiệp Tân Hiệp Bầu Cạn, tổng diện tích lên đến 2.627 hectare. Hiện tại thì đây là khu công nghiệp có quy mô khủng nhất tại phía nam sân bay quốc tế Long Thành. Gần như là khu công nghiệp Tân Hiệp Bầu Cạn có cái diện tích như thế này là nó đã hơn 50% diện tích đất sân bay rồi. Và nó bằng 1 phần 3 tổng diện tích đất khu công nghiệp của cả huyện Nhân Trạch cộng lại. Thì nói như vậy để cho mọi người hiểu rằng là về cái quy mô và cái tiềm năng tại đây nó rất là lớn. Và chủ yếu là cái chủ đầu tư nếu như họ biết cách tận dụng những cái lợi thế vốn có và biết cách khai thác thì chắc chắn đây sẽ là một cái dự án rất là đẹp trong tương lai. Vừa rồi thì Vinh đã chia sẻ cho mọi người thông tin cơ bản về quỹ đất lợi thế 50 hectare bám theo đường tỉnh lộ 770B thuộc địa phận xã Tân Hiệp, huyện Long Thành. Trước khi mà Vinh nói đến cái nhược điểm chí mạng lớn nhất và cái rủi ro lớn nhất của quỹ đất lợi thế này thì Vinh sẽ gửi đến cho cô chú anh chị xem kênh những cái hình ảnh flycam thực tế mà Vinh đã quay.
Vừa rồi là những cái hình ảnh thực tế từ flycam mà Vinh đã quay để giúp cho mọi người dễ hình dung hơn về cái hiện trạng của quỹ đất lợi thế 50 hectare này. Và sau đây thì mình sẽ chia sẻ về cái nhược điểm lớn nhất của quỹ đất này. Nếu như đối với lại những cái quy hoạch trọng điểm lớn như là khu công nghiệp, như là đất xin dự án hay là các quỹ đất đấu giá, các quỹ đất lợi thế tại khu vực Long Thành, thì đa phần là các quỹ đất mà dùng để quy hoạch đều là các quỹ dư địa đất cao su của nhà nước. Điều này sẽ giúp cho nhà nước thu hồi đất một cách rất là nhanh chóng, chi phí đền bù rất là rẻ và đồng thời là mặt bằng địa chất đất trồng cao su rất bằng phẳng, sẽ giúp cho doanh nghiệp hầu như là tiết kiệm kha khá chi phí mà san lấp mặt bằng. Tuy nhiên thì quỹ đất lợi thế tỉnh lộ 770B này khi đến địa phận của huyện Long Thành thì đi qua địa bàn hai xã là xã Bầu Cạn và xã Tân Hiệp. Và phần lớn là các quỹ dư địa cao su tại địa bàn xã Tân Hiệp và xã Bầu Cạn đều đã được áp quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Bầu Cạn Tân Hiệp rồi. Cho nên là để khai thác các quỹ đất lợi thế thì bắt buộc nhà nước phải quy hoạch một cái khu vực thưa thớt dân cư như là ấp 3 của xã Tân Hiệp. Và chính vì điều này đã dẫn đến cái việc là nhà nước bắt buộc phải thu hồi đất của người dân. Do đó, việc thu hồi đất của người dân nó sẽ khiến cho việc khai thác cái quỹ đất lợi thế này sẽ chậm trễ hơn nếu như so với là thu hồi đất công, đất cao su của nhà nước, sẽ giúp chậm trễ hơn này. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái việc thu hồi đất của người dân nó sẽ khiến cho rất là nhiều những anh chị đi đầu tư đã đầu tư trong khu vực ấp 3 của xã Tân Hiệp phải mất tiền. Mất tiền ở cái chỗ rằng khi mà chúng ta đi mua đất thì chúng ta sẽ đi mua đất với giá của thị trường. Nhưng khi nhà nước thu hồi và đền bù cho người dân thì lại là đền bù theo khung giá đất nhà nước. Và mọi người chắc hẳn là đã hiểu rõ rồi, khung giá đất nhà nước thì chưa bằng 1/3, chứ đừng nói đến câu chuyện là ngang bằng với giá đất giao dịch trên thị trường. Chính vì điều này sẽ giúp cho rất là nhiều những anh chị đã đầu tư tại cuối đường Tân Hiệp, ngay vị trí ấp 3 của xã Tân Hiệp, bắt buộc phải mất tiền do nhà nước thu hồi đất và đền bù với cho mình với cái giá vô cùng rẻ. Đây là cái nhược điểm lớn nhất của quỹ đất lợi thế 50 hectare bám theo đường tỉnh lộ 770B trên địa bàn xã Tân Hiệp. Cho nên qua cái video thông tin chính xác về quỹ đất lợi thế này, Vinh hy vọng sẽ giúp cho những anh chị, em và cô chú đi đầu tư đất tại Long Thành có thêm cái nguồn thông tin. Bởi vì những cái thông tin như thế này thì ngoài kênh YouTube của Vinh và đội review từ ANZ đất sân bay Long Thành của Vinh ra, cam kết với quý vị rằng không có kênh YouTube nào khác làm về bất động sản ở Long Thành có những cái thông tin này để mà chia sẻ cho mọi người. Đây là những cái thông tin tương đối khá là nhạy cảm và Vinh sẵn sàng làm video để chia sẻ giúp cho mọi người có thêm một cái nguồn chuẩn để mà mình né tránh những khu vực rủi ro, tránh mất tiền khi đầu tư. Vì vậy là hy vọng rằng video này sẽ nhận được sự đón nhận của tất cả cô chú anh chị xem kênh. Và cũng như là mọi người đừng tiếc bấm chia sẻ video này cho bạn bè, cho anh chị em mình đi đầu tư tại Long Thành có thông tin để tránh mất tiền oan uổng nhé. Series tiếp theo thì Vinh sẽ làm về thông tin quỹ đất lợi thế cũng của đường tỉnh lộ 770B luôn, nhưng mà tại địa phận huyện Cẩm Mỹ của tỉnh Đồng Nai. Những cô chú anh chị nào mà mình hay đầu tư mua đất tại Cẩm Mỹ thì nhớ đón xem video kế tiếp của Vinh nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối clip. Nếu như thấy hay thì đừng quên để lại cho Vinh một like. Hãy bình luận, hãy comment ở phía dưới về những cái chủ đề tiếp theo mà cô chú anh chị muốn Vinh làm, để mà Vinh biết rằng mọi người đang quan tâm về chủ đề gì thì Vinh sẽ làm video đó. Và đừng quên là bấm đăng ký kênh nghe nhé. Vì nó miễn phí mà, đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh, cũng như là tiếp tục theo dõi những video mà Vinh đăng tải trong thời gian sắp tới. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn ủng hộ và theo dõi trong quá trình hình thành và phát triển của kênh YouTube này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.